Xin chào tất cả mọi người Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm à, đó Đây chính là bộ xét măng xịn của xe Thaco Thauler Còn đây là bộ doang đại tu xịn của nó luôn Đây Đây hàng xịn luôn anh em nhìn này ở Trong cái bộ doang đại tu này thì nó bao gồm một doang mặt máy này Doang dàn cò phớt uh, uh, đầu uh, phớt uh, phớt trục cơ này, đây và phớt gít Đây và phía doang dàn cò nữa. Đây là sản phẩm uh, đây mã của nó là F10A cánh ngang 465, hàng cao cấp đấy. À vừa rồi thì uh, em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm à, đó chính là cái bộ xếp măng kèm với bộ doang đại tu của con Thaco Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.